Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Wild & Key Adventure. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục một chuyến đi, là chuyến đi bắt ghẹ, blue swimmer và đi câu mực ở bên South Australia, Nam Úc. Thì chuyến đi này á là không phải có mỗi vợ chồng mình đi, mà có thêm hai gia đình của hai người em mình nữa đi cùng nữa, cùng chuyến đi này luôn. Cho nên là rất là háo hức. Thì đợt này mình đi á, là cỡ khoảng 4-5 ngày á. Bây giờ tụi mình đã pack đồ xong xuôi rồi, chuẩn bị lên đường. Thì có gì mình sẽ quay lại cảnh chuyến đi này cho mọi người xem. Mọi người nhớ theo dõi nha. Xin chào các bạn, mình là Yos và vợ mình là Key. Tụi mình là Yo and Key, Y&K Avenger. Đến với channel của tụi mình, các bạn sẽ được trải nghiệm ngắm nhìn những cái chuyến đi chơi, những hành trình đi cắm trại ở những địa điểm đẹp nhất ở Úc. Xin mời các bạn hãy đón xem Y&K Adventure. Tụi mình mới đi khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi thì dừng tại ở cái town nhỏ này. Cái town này là Beaufort, để mà nghỉ chân, tranh thủ đi toilet một tí xong cái chạy tiếp. Thì sau chỗ này á, chạy cái khoảng thêm 1 tiếng rưỡi nữa là sẽ đổ xăng và nghỉ ngơi lần thứ nhất. Thời tiết hôm nay là quá đẹp luôn. Thời điểm này đang là Christmas á, cho nên cái town này trang điểm nhìn dễ thương á. Bên này có mấy chú kangaroo. Kangaroo trắng nha. Kéo ông già Noel. Đó. Đẹp chưa? Cái này là chỉ có ở Úc thôi nha. Kangaroo kéo ông già Noel chứ không phải tuần lộc nữa. Còn bên này là cây thông Noel. Vừa qua trời luôn. Này buổi tối lên đèn chắc là đẹp. Ban đầu thì mình tính dừng lại ở cái town này đó, nhưng mà thấy có mấy chú kangaroo trắng này nhìn dễ thương quá, cho nên là tranh thủ vào quay một tí sau này đi tiếp. Và bây giờ tụi mình sẽ tranh thủ đi tiếp đây. Xe của ba tụi mình ở phía trước kìa. Từ lúc khởi hành tới giờ là được 3 tiếng rồi. Cho nên là lần này là dừng lại đổ xăng lần đầu tiên. Xe mình thì chạy được nửa bình rồi. Xe em bao nhiêu rồi bác? Em hơn nửa bình rồi. Hơn nửa bình rồi hả? Ừ, xe chuyển chắc cũng hơn nửa bình rồi. Xe chuyển hơn nửa bình nhá. À. Đổ xong nghỉ ngơi tí xíu là chạy tiếp. Còn cỡ khoảng 7 tiếng nữa là tới nơi. Rồi, xe mình đổ cỡ khoảng 25 lít á. Thế 43 đồng. Một lịch là 1 đồng 74, 75. Bao nhiêu lít? 28 là anh 25 lít. Quá coi xe ben bao nhiêu? Xe ben 34 lít. Trời, nguyên combo của anh K Adventure đỉnh. Tụi mình mới chạy thêm được 3 tiếng rưỡi nữa. Xe mới đổ thêm 26 lít là chắc còn cỡ khoảng 3 tiếng nữa là tới. Bây giờ là 12 rưỡi rồi. Giờ đừng nghỉ ngơi tí xíu xong rồi chạy tiếp. Chạy chắc cỡ 3 tiếng nữa là chắc cỡ khoảng 3 rưỡi sáng là tới nơi. Lúc đó là nghỉ ngơi chút xíu xong rồi đi ra thả lồng ghẹ thử xem có gì không. Tụi mình còn hơn 30 phút nữa là tới cái chỗ bắt ghẹ luôn. Đây là cái điểm dừng cuối cùng của tụi mình. Tại vì chỗ này là cây xăng ở Port Wakefield. Thì mình tính đổ xăng ở đây. Để khi tới cái town nhỏ là dư xăng chạy mấy ngày luôn. Còn phải đổ xăng ở trong town thì nó sẽ mắc hơn chút xíu. Đó. Nếu mà cân đổ trước khi đi về thì đổ bằng công thì đây bình thì chạy vòng vòng mấy ngày là ok. Xong rồi đến khi ra mấy cây xăng ở cao tốc thì nó sẽ rẻ hơn.
Hôm nay đi thì đi 3 xe cho nên rất là vui và cũng không có mệt lắm. Coi hai em cố ghi ở trên xe nè. Lo đâu ra ngoài xe gạt chứ. Bây giờ đồ xăng xong cái là lên đường. Tới nơi thì chắc là mình sẽ ngủ trên xe chút xíu để lấy lại sức. Tại vì chạy xe coi như là cả nghỉ cả chạy là cũng phải hơn 10 tiếng á, 10 tiếng rưỡi đó. Thì nghỉ lấy sức đi đây cả ngày mai, thả ghé rồi câu mực sau. Đây đi theo cũng khá mệt này. Hồng học luôn, tôi đó. Và cuối cùng thì tụi mình cũng đã tới nơi. Giờ hiện tại ở South Australia là gần 4 giờ sáng. Còn giờ phía bên Melbourne là 4 rưỡi. Chạy một quãng đường khá dài, 10 tiếng hơn. Hôm nay đi thì mình thấy cũng mệt lắm. Nhưng mà tới nơi á, thì hiện tại đang 4 giờ sáng thì người ta đã tới gần Phu Ca Park rồi. Cầu đông lắm. Bây giờ ở ngoài thì chắc là tối. Ngoài tối lắm nè. Còn ngoài cầu này. Dạ ba. Ngoài cầu là người ta cầu đóng lắm, xe car park là full luôn. Bên này là xe của tụi mình. Hai em trai bên này là thuộc dạng là lần đầu lại xuyên tiểu bang mà xa. Chuyến đi này là xa nhất về hai em trai này. Lại cũng khỏe lắm, giỏi. Tới nơi khỏe mạnh. Đi với mình là mình push. Dần dần là đi xa hơn được nữa. Mai là mình sẽ quay cho mọi người xem kỹ hơn. Chỗ này thì có cái toilet này, public toilet cho nên cũng tiện. Bây giờ mình sẽ nghỉ ngơi chút xíu, cố gắng ngủ vài tiếng rồi ngày mai đi ra thả lỏng. Vợ mình thì chắc là nghỉ ngơi xong rồi ra thả mấy cái lòng thử luôn. Đấy. Nói chung là chạy tới đây mọi thứ an toàn là vui lắm rồi. Đồ đạc là trên xe đầy nhóc luôn. Chất đầy đồ. Xe nhỏ chất quá trời đồ. Bây giờ mình mới dậy nha mọi người. Trời sáng trưng luôn. Mấy đứa em mình với vợ mình là ở ngoài kia câu được, nghe vợ mình bảo là vợ mình được 7 con. VB Journey là được 7 con. Còn Chili là có một con mực thôi, đã chưa? Đó, cho nên là mình lấy cân câu mực của mình ra. Bây giờ chuẩn bị rửa mặt xong cái là chạy ra ngoài kia là quăng cân thôi. Không biết có gì không. Đấy, nhưng mà bây giờ ngủ được một giấc là đỡ mệt rồi. Ra chơi chút xíu xong chắc chút nữa cỡ 11 giờ á là về lấy phòng, là nghỉ ngơi ăn uống. Quá khỏe luôn. Anh bạn hay địt này là đi lần đầu đi xa, đi xuyên tiểu bang là khá mệt này. Uể oải lắm luôn. Thôi kệ, cho đi cho quen. Xin chào mọi người, thì mình mới thức dậy. Bây giờ mình đi ra xem thử vợ mình bắt được được nhiều không. Cho mọi người xem này. Wow. Ghẹ tươi của Nam Úc. Đây. Đã ha. Được mấy con á? 7 con. Sướng quá trời luôn. Bây giờ á, mình sẽ set up đồ để mình thử câu mực xem có gì không. Đây mới thả cân cỡ khoảng 5 phút là có một em mực rồi. Mà thấy mực năm nay là nhỏ hơn năm trước mình đi nha. Nhưng mà mới thả mà có là ngon rồi.
Được ạ. Hợp lý. Bắt được con mực là tiền bán lên đường. Mời ta thả 5 phút mà rửa là êm ấy. Mình cấu bằng pháo nha. Rồi, để vậy thôi. Bây giờ lấy cái cân của mình đi giật 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 kiểm vài con mực nữa. Hôm nay có gọi mực ăn. Mực tươi chấm mũi tạt nha. Quá chế mà chép. Vợ mình mời câu được một con gà có trứng này. Trứng bự luôn á. Là như con này là to nhỏ gì lần phải thả hết nha mọi người. Tại vì bắt mấy con có trứng là bị phạt đó. Yeah. Này, bụng trứng này. Cho mọi người có bụng trứng này. Bên này là cùng là con cái luôn. Đấy. Thì bây giờ tụi mình sẽ thả con này nhá. Con nhỏ nhỏ mà cái trứng to kìa. Rồi, để con này là đo lại sau nhá. What's your name? Wow, beautiful. Nice. Đây tụi mình mới tại cái shop để mà pick up oyster này mọi người. Cái này là oyster người ta mới đi thu hoạch về này. Xong đang lựa chọn một cái size để chia ra. Đó. Yep. And then anything below that, we take back to grow. Oh, I see. Right. That's nice. Yeah, so these will be the Easter oysters coming up, and they'll be this size when they come back in. So I see. Just bringing them back and putting them back out. Yeah. Beautiful. Thank you, Michael. You're welcome. Cái chỗ này là cái chỗ người ta bán hàu tươi luôn nha mọi người. Đây là cái thuyền người ta mới đi thu hoạch về này. Đó. Thì mình sẽ lấy thông tin của người ta. Có Instagram á, rồi mình sẽ chia sẻ lên YouTube cho mọi người biết. Ai mà tới đây chơi á, thì ghé đây mua hàu tươi ăn. Rất là tuyệt vời luôn. Ok, bây giờ tụi mình sẽ chạy về nơi cái nhà thuế á, và chuẩn bị nghỉ ngơi ăn trưa. Lúc này bắt ở ngoài kia là được khoảng 20 con gà và 2 con mực. Mới buổi sáng tới khởi hành như vậy là ok rồi. Rồi, có gì mình sẽ update thêm cho mọi người nhá. Đây mấy cái lồng mà họ nuôi hàu này mọi người. Qua trời luôn. Mà anh Michael ở đây á, bảo là bán sâu ao hết rồi, cho nên là bây giờ phải đi thêm một chuyến nữa để ra bắt thêm để bán cho người ta tại đợt này Christmas á. Mình đang chuẩn bị đi thì có hai vợ chồng người Tây tới đây muốn mua hàu. Thì người ta cũng có thuyền đi câu luôn, nhưng mà hàu thì vẫn phải mua nhá. Mới có hàu tươi ăn. Thì người ta tới đây thì bị sâu ao ấy. Là máy tụi mình đặt trước là 15 dozen, mà một dozen ở đây là 13 con nhá. Thì máy đặt được mới có ăn, như hai vợ chồng ông bà Tây này tới là bây giờ bị sâu ao rồi, là không có nữa. Là thuyền bây giờ chuẩn bị ra để bắt lượt tiếp theo. Là người ta muốn là phải chờ hoặc là quay lại ngày mai. Đây là cái chỗ mà mình mua hàu tươi nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy máy, mình quay cận cảnh lại để cho mọi người xem, mọi người theo dõi. Và tới đây thì mua ủng hộ những cái người local ở đây là một cái điều mà mình thấy nên làm. Đi du lịch thì nên support local. Thì bây giờ mình sẽ quay kỹ lại cho mọi người xem là thông tin và giờ người ta mở cửa và cái số điện thoại liên lạc nhá. Đây là cái bảng thông tin ở phía trước nhá. Đó. Là cái số điện thoại liên lạc là cái anh Michael lúc nãy mà mình nói chuyện này. Đấy, thì mọi người lưu lại này. Rồi còn đây là cái thời gian mở cửa này. Đó.
Mà đợt này là Christmas cho nên người ta để sẵn cái ngày đó luôn. Rồi, còn business của người ta là thường thường quảng cáo ở trên Instagram. Là nãy Michael có bảo mình như vậy. Thì mọi người nhớ follow Instagram hoặc là liên hệ trực tiếp số điện thoại để mà đặt hao và oyster tươi nếu mọi người muốn ăn nhá. Giống như mình á, là mình nhắm hôm nay mình tới này, cho nên mình đặt trước 15 dozen này. Đó. Thì make sure là mình sẽ có tới là ghi tên của mình, là chỉ cần pick up trả tiền đó. Đấy, rất là hay luôn. Thì đó, thì mọi người nhớ support local, ủng hộ những người dân ở đây bằng cái việc là mua những sản phẩm ở đây để ủng hộ cho họ ấy. Mà đặc biệt cái là nó tươi ngon, cho nên là không có gì mà phải sợ cả. Đấy.